Lễ hội đường phố tại các nước châu Âu và Nam Mỹ thì luôn luôn khiến cả người dân địa phương lẫn du khách ngất ngây trong không khí náo nhiệt, các vũ điệu sôi động và phục trang rực rỡ. Trong phần tin văn hóa quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không khí của các lễ hội sôi động này ở ba quốc gia là Brazil, Italia và Bolivia. Những con đường Via Gesso Italia đã trở thành một dòng sông với những con thuyền rực rỡ sắc màu. Lễ hội Carnival ở đây thu hút hàng ngàn người dân xuống đường cùng với những mặt nạ hóa trang diễu hành dọc theo bờ biển. Via Gesso nằm cách Rome 400 km về phía tây và vùng đất này được coi là quê hương của Carnival tại Italia. Carnival đại diện cho tất cả mọi thứ ở Via Gesso, đó là âm nhạc và niềm vui gửi tới mọi người khi đến với chúng tôi. Lễ hội Carnival tại Via Gesso được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1873 và từ đó cho đến nay, nó trở thành một trong những đám rước ấn tượng nhất của Italia và được kéo dài cho đến tận cuối tháng 2.